Khoan từ từ, hỏi là mày lấy cái phone của mày, tao nói mày lấy cái phone mày chỉ ra. Hello chào mọi người. Hello chào mọi người. Không biết à. Mày nghe không? Mày mở cái volume của mày lên mày nghe không? Hello. Hello. Nghe không? Nghe được hơi chậm. Không phải. Đương nhiên rồi. Hello tất cả mọi trời, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay cũng là trên bàn cà phê. Trên bàn cà phê là tại tán gẫu nữa. Chuyện buôn chuyện gọi là người Việt mình gọi là buôn chuyện. Buôn. Nhỏ thì nhỏ chứ. Mày mở speaker lên. Mở rồi. Dặn mưa đi mày lớn lên. Lớn lên hết rồi. Tao cũng không biết cái này nữa. Rồi tắt cái này đi. Tắt cái mic đi. Mọi người cho xin một cái gì đó để cho biết là cam thanh nó có tốt không, là bởi vì cái mic này sai mic rất quen á, để cái thanh như con phải kết nối với bluetooth á. Không phải đâu, cái này đâu, cái này không cái tháo vô cho xin một cái gì đó hỏi tiếng nó có rõ không, lớn không, bởi vì bữa nay xài thử cái này coi sao nè, đó coi chắc coi chiếc vậy nè. Ok bố rồi. Cũng như những ngày trước thì luôn luôn chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy sức sống, tràn đầy yêu thương, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và rồi cảm ơn. Hãy uống cà phê mỗi ngày để cho luôn luôn tỉnh táo, và cũng giúp bà con nông dân Việt Nam trồng được nhiều cà phê hơn. Ông già này là gọi là tôi là ông già hay lúa cho nên ra dở quá không biết xài, mới mua tối hôm qua, nó giao hàng tối hôm qua, tới bên này mới xem mới xài mà không biết xài sao, cứ bật đại lên coi sao, không biết cái này cái connect connect gì không, cứ cắm đại vô thôi ra không biết là nó có tốt hay là không. Âm thanh rõ. Cảm ơn. Vậy thì cảm ơn được rồi. Cảm ơn Vũ Văn Tuyền. Đó. Cảm ơn Mồng Phù Du. Cái này thì tính là ví dụ như mình like, mình có một cái chuyện gì đó mà mình cầm cái máy á, mình cầm tay một cái người mình nói chuyện nó ở xa quá thì không nghe, thì mình mua cái này đại khái vậy. Em mà mắc ông bắt cha gì luôn, tao có làm tiền cho ai đâu, mà tao đâu có làm YouTube gì đâu, mà tao mới sắm tụng luôn cho like vậy. Thì bây giờ thế này, bây giờ chú là người được đi Mỹ làm việc bên Mỹ, lao động bên Mỹ, rồi là ăn lương, bây giờ là ăn lương lương hưu Mỹ, nhưng mà khổ lắm, vì kiều Mỹ nghèo lắm mày ơi. Bây giờ lương, ăn lấy lương Mỹ nhưng ăn cơm Việt Nam chứ, trời ơi để mới ngon á. Cho nên là tất cả anh chị em mọi người cũng muốn chú kể những cái câu chuyện về xứ cờ hoa, cho bởi vì người ta thích chú là nói rất là đúng sự thực, mộc mạc, chân thành, đúng không? Người ta cần cái đó thôi, cái gì hay nói hay thì mình học, hay thì nói hay mình học chứ. Mình nói cái điều này là cái nào mà không hay thì mình nói không hay. Ở cái xã hội Mỹ thì không thể nào có nó được, nhưng mà ở xã hội Việt Nam thì thường thường á, họ quý cái sự chân thành và cái sự thật thà. Mà bản chất của tao thì nông dân mà, cho nên ra tao ăn nói bổ bã vậy, nhưng mà thực sự là có cái gì nói cái đó. Đúng rồi. Không có phép, không có bố láo, không có phép mẹ trên trời. Thế thì mình biết được cái gì, hoặc là những cái gì giống như hôm trước, không phải là hôm trước á, tao rất là kiên định, là bởi vì tao biết đâu đúng đâu sai. Con người ta sống ở đời phải hiểu một cái điều đó, có nghĩa là anh biết anh sai mà anh vẫn cứ làm hoài, tất nhiên là anh là con người không có ra gì rồi. Còn anh đã nhận biết được đâu đúng đâu sai mà anh đi đường đúng thì chẳng ai chửi cả, vẫn cả người ta nghe anh. Bởi vì trong xã hội này nó rất là nhiều người thông thái hơn mình, rất nhiều người hiểu biết hơn mình, rất là nhiều giỏi hơn mình. Mình phải khiêm nhường và mình phải hiểu mình đang đứng ở đâu, ở vị trí nào của xã hội nào. Chẳng hạn như mình là con dân nước Việt, mình là người nông dân thì mình phải hiểu là mình ở cái mức độ nào của cái đất nước này. Chứ không phải làm tướng làm ta được, mà ta coi ta đây là cha, làm mẹ, ông nội thì cái chuyện đó là nó quýnh là phải rồi, chưa quýnh thì bỏ là may lắm.
mình phải hiểu được, mình phải tự lượng sức mình, nó hẳn là như vậy. Thế thì ngay bây giờ đây, tôi là một công dân Việt Nam thuần chủng, nói đây trên cái vậy, thì mình có quyền lên cái mạng xã hội này để mà nói hoặc là phê phán cái gì sai, cái gì trái gì đó, mà yêu cầu là phải đối, nói đúng sự thật. Thế là tao quý thôi, đơn giản vậy chứ có gì đâu. Đừng đặt điều, đừng gom đặt, đừng gán ép, đừng chụp mũ, đừng làm cái gì cả. Mình cứ với cái gì sự thật mà nói ra. Mình thấy cái gì mình phản, mình phản đối thì mình phải ra. Cái gì, ok cái thôi. Gì, không có gì phải xuyên tạc. Ấy, xuyên tạc cả, không gì phải ái nái cả. Bởi vậy tao rất, tao có một cái chất ngủ rất là ngon. Không ai, tại tụi bay không biết chứ còn tao ta. Thế mà đặt lưng xuống ngủ là không có suy nghĩ gì cả. Bởi vì con đời ta đâu có gì đâu suy nghĩ. Đầu óc thảnh thơi mà. Không có gì vướng mắc, không có gì ưu tư cả. Nằm xuống ngủ còn một giấc 8 tiếng nữa sáng. Rồi sao khỏe re, như bò kéo xe sáng ra tập thể thao rồi ok. Không cần gì vướng bận cả. Không có lo toan cái gì cả. Đó như vậy cho mày hiểu. Bây đó. Giờ sáng nay có một câu hỏi. Bạn con mới hỏi, nói hỏi chú Câm cái là ở bên Mỹ là có cái chú Ngô Kỷ. Bạn có hỏi là chắc ở bên đó là chú giàu lắm, chú đi Mỹ từ năm 1975 bảy mấy đấy, và nói chung đi từ thời sinh viên ấy, nói chắc chú là rất là thành công, rồi là chú sống gọi là như thế này, ở nước Mỹ thì có tạo điều kiện như hết cho mọi người dân mà, thì cơ bản là như thế, thì chắc chú là đi từ trẻ như thế sang đó lập nghiệp thì chú thể là rất thành công, giàu có và có nhiều được nhiều hưởng cái phúc lộc của nước Mỹ. Cho nên là từ cái chỗ chú hưởng được nhiều thứ như thế là chú đứng lên chú đấu tranh chống cộng, gọi là chống cộng kịch liệt đó. Đến thì con có xem sơ trên các kênh như Bosa TV nửa vòng đây đất chứ tùm lum đó, nhưng mà phải nói là chú đó nói nhiều khi nói không ngại mồm đấy. Nhà mình thì như con tuổi con trẻ, con vẫn là gọi là chú, con xưng chú là chú. Đấy, mình vì mình đúng hay sai mình có xã hội phán xét, mình phải tôn trọng chú ấy, đúng không, là chú là bậc cha bậc chú. Rồi, nhưng okay. Mà những cái phát ngôn của chú là nhiều khi nghe cũng sốc thiệt. Thì về cơ bản thì bạn con một số người hỏi là chắc thành công lắm rồi, ông muốn người Việt Nam là phải thành công như chú, muốn là phải theo gì đất nước cờ hoa, đất nước tư bản Mỹ, nói cộng sản phải là giống y chang vậy, cho giàu giống như nước Mỹ. Thì cái đầu tiên là mình muốn thay đổi thế giới, thay đổi xã hội, mình phải thay đổi bản thân mà. Thì cơ bản theo con nghĩ là chú đó phải là đã thay đổi bản thân và đã rất là thành công ở đất nước Mỹ, thì chúng mới đứng lên để đấu tranh như thế chứ. Nhưng mà nếu mà không thành công mà đứng ra đấu tranh vậy thì đấu tranh cho mọi người dân Việt Nam cũng kẻ thất bại cứ lập luận như thế đúng không? Thì theo quan điểm chú sống bên đó thì chú đánh giá thế nào thì chú ấy? Nói một cách công bằng như vậy, anh chàng Ngô Kỷ này chắc là cũng bằng tuổi của chú á, có nghề cũng 70-71 á, đại khái là vậy đi. Thế thì từ ngày anh qua Mỹ tới bây giờ thì nói một cách nôm na như vậy nè, anh chàng đấy là gia đình có cái truyền thống mà là nói một cách nôm na là truyền thống của chị Lâm Bồng Hoa. Nhưng mà riêng cá nhân anh chàng này thì chẳng có đi đứng ngày nào cả, anh không có tham gia chiến tranh, nói thẳng như vậy. Rồi anh tự cho anh là anh sinh viên, anh đi học, anh biết gì kể, anh cũng không quan tâm. Nhưng mà cái anh đó, anh tự nhận và anh tự cao và anh tự đủ thứ rồi làm chính trị dòng chính dòng mẹ vậy, hơi đưa ra mấy cái hình chụp ké thì tao không biết như thế nào cả, bởi vì tao ở tiểu bang khác, ông ở tiểu bang khác. Nhưng mà ngay hiện trạng bây giờ thì tất cả mọi người ở dân ở Phú Bô Cha có người thích, có người không, có người ghét á, thế thì người ta gọi ông ấy là dí phèo hoặc là homeless. Thì rõ ràng thì sau khi mà coi tìm hiểu qua thì rõ ràng là như vậy, là bởi vì ông rất là nghèo, ông không có nhà, ông ở một cái mobile home là cái nhà giống như kiểu là có cái xe đẩy là cái gì, nói chung mình không bàn cãi gì nữa, chuyện riêng tư của ông. Rồi dừng cho con hỏi cái có hai từ mà ở Việt Nam tụi con không biết, đó là từ mobile home và cái từ nhà homeless. Mobile home là gì? Mobile home là một cái nhà, cũng là một cái nhà, nhưng mà cái nhà nó có thể di chuyển được. Tất nhiên là cái nhà là giống như mobile, là giống như cái điện thoại mobile đúng rồi. Có nghĩa là anh có thể lôi cái nhà đi, coi là ví dụ như nhà di động á. Nhà di động, nhưng vậy thôi, nhưng mà nhà đó là rất là rẻ tiền. Có thể 10 ngàn, 20 ngàn đô đã có cái nhà rồi, nhưng mà cái nhà đó thực sự là mình phải nói là nó bất tiện vô cùng. Anh không thể đậu rốt nào, anh không thể nào quyền anh đậu bất cứ đâu cũng được đâu, không phải vậy.
anh phải đậu ở một cái bãi mà cái bãi đó chuyên môn dùng cho những người bộ hôn. Là bởi vì sao? Nó có những ống thoát. Ống thoát vệ sinh, ống nước truyền vào các cái rồi điện đuốc các cái nó có cái sẵn rồi, hiểu không? Nói chung là có cái sân bãi để thuê. Có cái sân bãi để thuê, rồi nó mới bỏ vào được. Thì nghe nói vậy thôi, chứ thực chất ta không ông ở không ở gần mẫu ra ta không rành lắm. Nhưng mà ông ấy thì phải nói là có một cái sự lớn tiếng, mình nói là lớn tiếng hay hùng hồn nổ, mà tao dám chắc với ông à, ông không biết Cộng sản là cái gì. Tao bảo đảm mà ông không biết Cộng sản là cái gì. Chửi Cộng sản quá trời quá đất luôn mà ông không biết Cộng sản là cái gì cả. Hầu như không biết gì hết, nó thẳng lại như vậy. Cứ giống một kiểu như là một cái sự một cái radio cassette, cái lặp đi lặp lại là cái ơi Cộng sản tàn ác với dân này, cái kia gì cái gì hèn với giặc ác với dân này kia, cái gì nó có một cái sự kích động không hề nhẹ. Nhưng mà ông không hiểu được xã hội chủ nghĩa, ông không hiểu được cái gì làm gì cả, là bởi vì ông không tham gia chiến tranh, ông không cầm cái súng, ông không chiến đấu, ông không bị thương, ông không đau khổ, nói chung là vậy. Thì thế thì ta mới hỏi cái điều này, anh cho bây giờ theo dáng mặt ổng thì bây giờ hỏi anh cho tôi một cái chứng minh cụ thể để anh biết rằng việc cộng ác như thế nào. Nói với tôi là nói có tư liệu, nó có hình ảnh, nó có nguồn, chứ không phải nói ơi tao thích nói tao nói, không phải vậy đâu nha. Không phải nói vậy à, nhưng mà tôi có thể chứng minh được lại cho anh biết rằng cái ngày xưa cái quân đội của tôi á, quân đội đó còn vào của tôi đấy, vẫn có những hình của những tư phim tư liệu, có những bức hình rất là mang rợ của những người lính đồng minh của Mỹ để qua đây tàn sát Việt Nam, có hết, có đầy đủ trên Google, hàng ngàn hàng mấy chục ngàn tấm ảnh, có đầy đủ luôn, có đầy đủ trên rồi. Thế thì anh trả lời cho tôi biết là, tôi hỏi anh là Việt Cộng hoặc là Cộng sản Việt Nam tàn ác nhưng kể như thế nào, anh cho tôi biết một cái bằng chứng lịch sử, bằng chứng bằng hình ảnh, bằng có nguồn tư liệu, chứ không phải nó suông nó miệng. Vậy thì con hỏi chú là, vậy thì chú ấy là đi từ thời còn trẻ học hành bên đó, thì theo quan điểm của chú là chú ấy thành công hay thất bại? Nó thất bại và nó đã thành công thì làm đại gia rồi. Và mày phải hiểu một cái điều này là những người Việt mà có của lắm của nhiều tiền, họ không bao giờ xem là Việt. Cái điều đơn giản nhất kể cả ở Việt Nam cũng vậy thôi. Khi anh bần cùng, anh không có cái gì đó, bắt đầu với ta tháng xã hội, có nghĩa là anh biết cái thực chất là coi như những người mà có công ăn việc làm nè, có công có cơ sở thương mại nè, có gia đình đàng hoàng nè, có một cái gì đó mà cảm thấy là họ dữ ý, chẳng bao giờ lên mạng rồi xem là chúng ta chứng kiến mà họ bận biểu để mà thành công. Ủa thế tao hỏi mày đây này, mày nè, mày là tổng giám đốc công ty nè, buổi sáng ghé chú mến chú uống ly cà phê khoảng 5-10 phút xong chạy về lo công ty thế mẹ. Đúng thời rồi. Gian đâu để mà ngồi lên mạng, đúng một ly cà phê này thời gian đâu để lên ngồi lên mạng đâu. Đó là một công ty nhỏ thôi. Bây giờ thí dụ như bây giờ có một cái giống như là cái cô em nhà tao hiện giờ đang bán gạo trong đó, tự biết là mày đang phải tính là xuất là nhập gạo cái đủ thứ, là thời gian đâu mà ngồi lên đó mà lướt mạng để mà lên chửi. Đó là như vậy, một cách đơn giản cho mày hiểu thôi. Chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi, thời gian nó gồm là thứ nhất là hôm lát, thứ hai là ăn thì qua xe, thứ ba là rảnh rỗi không biết làm gì, bởi vì ta rảnh rỗi thì như không có việc làm đâu, chứ rảnh rỗi thế thì người ta lên, người ta bắt đầu người ta mới chửi về Việt Nam, chửi để thỏa mãn cái lòng coi như tự kỷ, vị kỷ, ganh ghét, ganh có nghĩa là nó nghĩa là có giống như kiểu như là ghen ghét rồi kiểu gì đố kỵ, chứ thực chất họ không biết mà mẹ gì. Không, ông này ông đấu tranh, con coi đoàn clip ông này ông đấu tranh, đấu tranh thì Mỹ đấu tranh cho ông người Việt Nam để giống nước Mỹ á. Ông đấu tranh Việt Nam từ hồi xưa tới giờ có được cái gì không? Không, chẳng. Ý là đấu tranh để người Việt Nam được phúng sướng như ông ở bên Mỹ á. Trời ơi, đồ má. Bây giờ tao nói cho mày nghe nè, nói ngay từ thời điểm bây giờ, như tao đang sống ở Việt Nam này, nói cho cùng thì người Việt Nam đang sống sung sướng hơn Mỹ. Ở đây tiền bạc tao không nói, nhưng mà đó tức là thể chất và tinh thần họ hoàn toàn sung sướng Mỹ. Tao đã mấy chục năm làm công nhân bên Mỹ, tao hiểu được cái người công nhân bên Mỹ, cái người dân Việt Nam là sống Mỹ. Làm cuối tháng là phải lo tất cả những cái chuyện bưu bổng các cái đủ thứ thuê ma, nói chung là cái điều lo sợ nhất của người Việt Nam mà sống bên Mỹ là họ bị mất việc. Đó một cách khác là vậy. Mày không tin tao mà hỏi tất cả những người Việt kiểu họ mất việc, có nghĩa là tất cả đều mất. Cho nên vì chỗ đó lúc nào họ cũng đi kiếm việc làm. Có nhiều người là có đi kiếm 2-3 chốt, lỡ mất cái chốt này còn có chốt kia,
để níu giữ lại những cái gì con đang có. Bởi cái gì bên đó cái gì cũng thiếu nợ mà. Từ nhà, từ tivi, từ xe cộ, từ cái gì cũng thu thiếu cả. Thì mỗi tháng như vậy là dồn lại biết bao nhiêu tiền. Chứ là vì đó có nhiều người làm 2-3 chứ tội lắm, nó thẳng như vậy. Bây giờ có làm gì có cái sung sướng, cái chuyện sung sướng mà nhà nhã ngồi quán cà phê giống như bây giờ. Con hỏi chú một cái là như chú có kỹ có vợ có con không? Theo tôi, theo tin đồn thổi của dân cư mạng hình như không có. Tuổi đó có vợ có để sống sao? Ủa, tôi hỏi ông, tôi hỏi mày chứ bây giờ là không tiền, không bạc, không nhà, không tiền đủ tiền rồi mà nó lấy à? Lấy cho nó khổ. Đàn bà con gái bây giờ đâu phải đàn bà con gái thời thế kỷ trước đâu. Có nghĩa là khi họ gửi gắm tấm thân của họ vào một người nào đó, họ phải hiểu rằng người đó có một cái bàn tay hoặc là một cái bờ vai để họ dựa. Bây giờ dựa ổng, bây giờ mày vô đó là dựa ổng làm gì? Có cái gì đâu dựa. Cái gì mình không phải là chê số phận của người mỗi khác. Mình không nói ổng là này nế kia qua, nhưng mà mình xác nhận là bên kia nhưng ổng không có vợ. Nó hẳn là thế thôi.